Mùa giải mới ở châu Âu đã bắt đầu, đồng nghĩa với việc người hâm mộ đã lại được sống trong bầu không khí bất tận của những giải vô địch quốc gia hàng đầu của lục địa già. Đó cũng sẽ là thời điểm mà bầu không khí của Champions League cũng sẽ dần được hâm nóng trở lại khi mà buổi lễ bốc thăm vòng bảng của giải đấu sẽ được diễn ra vào buổi tối ngày mai theo giờ Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, 32 gương mặt xuất sắc nhất của lục địa già đều đã được xác định sau khi 6 đội bóng cuối cùng đã vượt qua những đối thủ không hề dễ chịu để tới với vòng bảng Champions League. Sân chơi danh giá nhất lục địa già chưa bao giờ là một đấu trường dễ đoán ngay từ những vòng đấu đầu tiên, nơi mà những tấm vé vớt sẽ được xác định để lựa chọn được những đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng. Sau khi 32 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu được chọn lọc, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ chia họ vào 4 nhóm hạt giống khác nhau để bốc thăm thành 8 bảng đấu như thường lệ. Mỗi đội bóng sẽ dựa vào quy định chung của Liên đoàn bóng đá châu Âu để biết rằng mình sẽ thuộc nhóm hạt giống nào cho buổi lễ bốc thăm. Nhóm hạt giống số 1 sẽ là nơi quy tụ của các nhà vô địch tới từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu của châu Âu, cũng như những đội bóng đã lên ngôi các giải đấu do UEFA tổ chức. Sau đó, nhóm hạt giống số 2, 3, 4 sẽ được xếp hạng lần lượt dựa vào hệ số họ có được trên bảng xếp hạng của các câu lạc bộ tại châu Âu. Với những quy định trên, không khó để người hâm mộ có thể nhận thấy được những gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Âu ở hạt giống số 1 bao gồm Man City, AC Milan, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Porto, Ajax Amsterdam, Frankfurt hay nhà đương kim vô địch Champions League là Real Madrid. Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 của cúp C1 mùa này cũng sẽ quy tụ không ít những ông lớn sừng sỏ của lục địa già như Barcelona, Liverpool, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Sevilla, RB Leipzig cùng Tottenham Hotspur. Ở nhóm hạt giống số 3 thì Dortmund, Inter Milan hay Napoli sẽ là những đội bóng được chú ý hơn cả. Trong khi đó, ở nhóm hạt giống cuối cùng thì những cái tên quen thuộc ở sân chơi này như là Celtic hay Brugge sẽ là những đội bóng được chú ý hơn cả. Trước thềm mỗi buổi bốc thăm vòng bảng của Champions League, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất chắc chắn sẽ luôn là sự xuất hiện của những bảng tử thần, nơi mà những ông lớn hàng đầu ở sân chơi này sẽ cùng nằm trong một bảng đấu. Hãy điểm danh qua một lượt những gương mặt quen thuộc mà người hâm mộ có thể thấy được ở nhóm hạt giống này. Dù là Real Madrid, Man City, Paris Saint-Germain hay AC Milan thì cũng đều là những ông lớn mà mọi đội bóng đều muốn né trước mỗi kỳ bốc thăm. Nhưng chắc chắn, nếu đánh mất sang nhóm hạt giống số 2 của giải đấu năm nay, các ông lớn của nhóm hạt giống đầu bảng cũng sẽ gặp phải ít nhiều những lo lắng. Liverpool, Chelsea hay Barcelona đều là những cái tên thuộc nhóm hạt giống này. Cũng sẽ không quá khi nói rằng sự chênh lệch về mặt kỹ năng giữa hai nhóm hạt giống đầu tiên này là không quá đáng kể, nếu không muốn nói là rất nhỏ. Với Liverpool, đội bóng đang có khởi đầu khá chậm chạp ở mùa giải này, nhất là sau thất bại trước Manchester United ở vòng đấu vừa qua ở Premier League. Tuy nhiên, chắc sẽ không ai có thể xem thường được Klopp khi bước ra đấu trường châu lục, nơi mà họ vẫn luôn có cho mình một vị thế ở đẳng cấp rất cao so với phần còn lại của giải đấu. Liverpool cũng chính là nhà đương kim á quân của sân chơi danh giá nhất cấp độ châu lục khi chỉ chịu thua trước chân mệnh thiên tử của Real Madrid ở trận chung kết mùa giải trước với tỷ số 1-0. Dù không có được phong độ tốt giai đoạn đầu mùa giải năm nay, nhưng những ngôi sao như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk vẫn luôn cho thấy được sự ổn định về mặt phong độ ở đấu trường châu lục. Chắc chắn, những đội bóng như Real Madrid sẽ không muốn phải đụng độ với đội bóng mà họ đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua trận chung kết mùa giải năm ngoái, hay những đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1 khác như Frankfurt hay AC Milan cũng sẽ không muốn lá thăm may rủi đưa họ vào cùng bảng với đội bóng đã cùng Man City tạo nên một trong những cuộc đua song mã ở Premier League hấp dẫn bậc nhất của lịch sử. Bên cạnh Liverpool thì Barcelona cũng sẽ là một cái tên cực kỳ đáng gờm nằm trong nhóm hạt giống số 2 của Champions League mùa giải này. Blaugrana đang đi trên con đường tái thiết với rất nhiều những nét tích cực nhờ vào chiến lược cũng như tài cầm quân của Xavi. Mùa hè năm nay Barca còn bổ sung thêm cho mình không ít những ngôi sao quen thuộc và đã khẳng định được vị thế của mình như Christensen, Frank Kessie hay đặc biệt là Robert Lewandowski, người đã giành vị trí á quân trong cuộc đua vua phá lưới của Champions League mùa trước. Việc có được sự phục vụ của siêu sao người Ba Lan chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tham vọng trở lại với đỉnh cao của gã khổng lồ xứ Catalan. Bên cạnh sức trẻ cùng tiềm năng của những cái tên như Ansu Fati hay Ferran Torres thì kinh nghiệm cùng đẳng cấp của Levy sẽ khiến cho mọi đối thủ đều phải cảm thấy e ngại. Trong nhóm hạt giống số 1, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain chính là những đội bóng có nhiều duyên nợ bậc nhất với Barcelona xuyên suốt lịch sử của sân chơi danh giá nhất lục địa già. Chính Bayern là đội bóng đã loại Barcelona khỏi sân chơi Champions League mùa giải trước ngay từ giai đoạn vòng bảng. Cũng chính Lewandowski là một trong nhân tố nằm trong đội hình của Hùng Xám thời điểm đó, khiến cho đại diện của La Liga phải ôm hận. Chắc chắn kịch bản về một cuộc hội ngộ giữa Bayern và Levy sẽ là vô cùng thú vị ở Champions League mùa giải này. Hai mặt khác, một cuộc đối đầu giữa Messi trong màu áo Paris Saint-Germain với đội bóng đã biến ảnh thành huyền thoại của làng túc cầu cũng sẽ là điều mà những cổ động viên trung lập rất mong chờ. Juventus cũng sẽ là một ẩn số đáng để mong chờ khi mà Champions League đang dần đi đến ngày khởi tranh. Ba đơm gia tinh Turin vừa trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn khi phải rất chật vật mới có được vị trí thứ tư chung cuộc và tấm vé tiến thẳng tới vòng bảng cúp C1 châu Âu.
Với tham vọng tái thiết và tìm lại được vị thế của mình ở đấu trường châu lục, Zebre đã mang về những ngôi sao như Paul Pogba hay Angel Di Maria để bổ sung được cả chất lượng chuyên môn lẫn kinh nghiệm trước thềm mùa giải mới. Mặc dù vẫn còn rất nhiều việc mà Marc Allegri cùng những người đồng sự cần phải làm trước khi Champions League bắt đầu khởi tranh, nhưng bà đấm giá thành Turin chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối phó ở sân chơi này. Việc có được tới 5 chiến thắng cùng vị trí đầu bảng ở sân chơi này mùa giải năm ngoái đã chứng minh cho những tín đồ của túc cầu giáo thấy rằng Juventus sẽ là một cái tên không nên xem thường dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Một trong những ẩn số đang được đông đảo người hâm mộ đón chờ mùa giải năm nay chắc chắn sẽ là Tottenham Hotspur. Việc dốc hầu bao để mang về những ngôi sao như Richarlison, Ivan Perisic hay Bissouma đã cho thấy quyết tâm cùng tham vọng của Spurs ở sân chơi danh giá nhất lục địa già. Với vị trí thứ tư giành được ở Premier League mùa giải vừa qua, đội bóng London có niềm tin để hướng tới một sự cạnh tranh công bằng ở Champions League với những ông lớn giàu truyền thống khác của lục địa già. Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc của châu Âu như Dortmund hay Inter Milan ở nhóm hạt giống số 3 hứa hẹn cũng sẽ mang tới nhiều bất ngờ thú vị cho giải đấu danh giá nhất lục địa già. Với cách phân phối những nhóm hạt giống như ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào những bảng đấu tử thần, vốn là những món gia vị không thể thiếu của Champions League. Cuộc đối đầu của những cặp trận đầy duyên nợ như Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain, Chelsea sẽ là điều mà người hâm mộ đang mong chờ ở buổi lễ bốc thăm sắp tới đây. Đặc biệt với sự xuất hiện của kỳ World Cup 2022 được tổ chức vào giai đoạn giữa mùa giải, các đội bóng cũng sẽ cần phải vạch ra những chiến lược cùng tính toán kỹ càng để bảo đảm được mình luôn có lực lượng ổn định nhất. Bên cạnh đó, lễ bốc thăm của mùa giải Champions League 2022-2023 cũng sẽ là thời điểm mà Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA công bố những danh hiệu cá nhân dành cho những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua. Những danh hiệu như tiền đạo xuất sắc nhất, tiền vệ xuất sắc nhất hay huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải sẽ là một cú hích về mặt tinh thần rất lớn dành cho cầu thủ ngay trong giai đoạn đầu của mùa giải năm nay. Với danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải, sẽ không có lý do gì để Karim Benzema không được sướng tên. Nhưng với những danh hiệu còn lại ở những vị trí khác nhau, sự cạnh tranh sẽ là vô cùng cam go, bất chấp phong độ xuất sắc của tập thể Real Madrid mùa giải vừa qua. Một kịch bản hấp dẫn ngay từ vòng bảng chắc chắn đang là điều mà người hâm mộ mong chờ buổi lễ bốc thăm Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ được diễn ra vào tối mai. Dù có là một ông lớn của lục địa già hay một ngựa ô, thì cúp C1 châu Âu vẫn luôn là một cạm bẫy không có bất cứ một ngoại lệ dành cho đội bóng nào. Để đến được với đỉnh vinh quang của Champions League thì mọi đội bóng chỉ có thể nỗ lực bằng thực lực của bản thân, và sau cùng thì chiếc cúp tài vòi sẽ là mục tiêu chung mà mọi câu lạc bộ sẽ đều hướng tới.